Minh Thúy xin kính chào quý vị. Trong chương trình tin tài liệu hôm nay, Minh Thúy xin gửi đến quý vị bài viết Câu hỏi xoay quanh những vũ khí biết tự quyết định giết ai do Nguyễn Xuân Hoài biên dịch. Một cuộc cách mạng đang diễn ra trong nghệ thuật chiến tranh. Vũ khí hiện đại không cần con người điều khiển. Chúng tự nhận dạng và giết chết nạn nhân của mình. Các nhà nghiên cứu Đức đang kêu gọi cấm các loại robot giết người kiểu này. Nhưng điều đó không phù hợp với một số quốc gia. Trong bộ phim Kẻ hủy diệt, tức là Terminator, năm 1984, máy tính và cỗ máy chiến tranh thông minh đã giành quyền lực trong tương lai. Kẻ hủy diệt đưa ra một robot được lập trình để giết người vào cuộc chiến với hiệu quả cao. Người xem nghĩ đây là một khoa học viễn tưởng thuần túy. Trong thực tế thì kỷ nguyên của những cỗ máy chiến đấu biết tư duy đã diễn ra từ lâu, cho dù chúng chưa mang hình hài con người, mà mới ở dạng chó robot có khả năng chiến đấu. Drone là thiết bị bay không người lái cho thấy trong thực tế chiến tranh đã thay đổi nhiều như thế nào. Đối với việc sử dụng thiết bị bay không người lái, người ta không cần người theo dõi tại chỗ. Hình ảnh mà camera trên thiết bị đã ghi lại và cuối cùng là những nút trên cần điều khiển từ xa. Drone ngày nay có thể độc lập phá hủy thiết bị chiến tranh của đối phương và tiêu diệt đối phương. Don Kaiser đến từ Path for Peace, một tổ chức phi chính phủ có trụ sở tại Utrecht ở Hà Lan. Một người rất am hiểu về hệ thống vũ khí tự động này cho biết, tất cả những gì bạn phải làm là tải bản đồ khu vực và nạp các thông tin về mục tiêu vào cơ sở dữ liệu. Người ta thậm chí có thể kết hợp các drone này thành bầy đàn, hàng trăm, thậm chí là hàng ngàn chiếc. Và theo các đơn vị, mỗi đơn vị thực hiện các chức năng khác nhau. Cái thì quan sát hoạt động của đối phương, cái khác thì liên lạc vô tuyến, còn một số còn lại thì tham gia tấn công. Một trong những drone loại mới này có thể tấn công theo bầy đàn là STD Cargo của Thổ Nhĩ Kỳ. Chúng có tên là Loitering Munition, bay lơ lửng ở trên không, rình mò mục tiêu. Khi phát hiện mục tiêu thì chúng lao thẳng vào đối thủ, tiêu diệt theo kiểu thần phong Kamikaze. Theo Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc thì hệ thống vũ khí tự động này được đưa vào cuộc chiến ở Libya lần đầu tiên vào mùa hè năm 2020. Khi đó thì STM Cargo của Thổ Nhĩ Kỳ rượt đuổi binh lính của tướng Khalifa Haftar khi tháo chạy khỏi thủ đô Tripoli. Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc nhận thấy các mục tiêu đã bị tấn công mà không cần liên kết dữ liệu giữa người điều khiển và drone. Điều đó có nghĩa là drone đã được lập trình để giết binh lính mà không cần sự can thiệp của con người. Kaiser giải thích, với thời gian số người cần thiết để điều khiển một đàn drone kiểu này một ngày một giảm. Điều chỉ cần phải làm là cho chúng xuất phát. Khâu triệt hạ đối thủ drone tự làm, tự dựa vào trí tuệ nhân tạo, tức là thuật toán mà chúng được lập trình. Một sự phát triển đáng sợ, Kaiser nói. Khi khoa học viễn tưởng phát triển thành sự thật, thì thật ra rất đáng sợ. Đối với ông, các hệ thống vũ khí tự động đại diện cho một bước nhảy vọt quyết định trong lịch sử phát triển kỹ nghệ vũ khí. Đó là một cách mạng thứ ba. Kaiser nhấn mạnh trong một cuộc phỏng vấn, đầu tiên là sự xuất phát thuốc súng, sau đó là đầu đạn hạt nhân và bây giờ là hệ thống vũ khí tự động. Libya không phải là địa bàn duy nhất mà loại vũ khí mang tính cách mạng mới cho thấy sức mạnh của nó. Trong cuộc xung đột Nagorno-Karabakh năm 2020, Azerbaijan chỉ có thể tái chiếm các khu vực tranh chấp với Armenia với sự trợ giúp của các drone của Thổ Nhĩ Kỳ và Israel. Quân đội Mỹ đã sử dụng các hệ thống vũ khí này ở Iraq và Afghanistan. Kỹ nghệ quân sự tự động đang trên đà phát triển. Nếu không sử dụng nó, thì khó có thể thắng trong các cuộc chiến tranh trong tương lai. Bởi lẽ chúng không chỉ giới hạn dưới dạng máy bay không người lái, mà có thể được lắp đặt trong hầu hết các hệ thống vũ khí trên tàu thủy, trên máy bay và các phương tiện giao thông trên bộ. Hiện đã có một số robot giết người di động có thể hoạt động cùng các đơn vị bộ binh trên chiến trường.
tương lai là của các vũ khí không người điều khiển. Công ty Mỹ Sword Defense System viết trên trang web của họ về Spear, loại súng trường không người lái đặc biệt. Hệ thống vũ khí được phát triển cùng với công ty Ghost Robotics, giống như một con chó robot. Theo nhà sản xuất Spear, thì có thể sử dụng cả ngày lẫn đêm nhờ nhiều thiết bị phát hiện và trang bị súng trường Creedmoor 6.5 có thể bắn xa 1.200 m. Quân đội Mỹ đang huấn luyện chó robot. Các cường quốc thế giới như Hoa Kỳ, Trung Cộng và Nga, Anh Quốc, Israel và Nam Hàn đều đang thúc đẩy sự phát triển này. Bộ Quốc phòng Hoa Kỳ đang yêu cầu chính phủ tổng cộng là 874 triệu Mỹ Kim cho 600 dự án trí tuệ nhân tạo vào năm 2022. Thị trường vũ khí tự động toàn cầu ước tính trị giá 11.65 tỷ Mỹ Kim vào năm 2020 và dự định đạt 30 tỷ Mỹ Kim vào năm 2030. Hệ thống vũ khí tự động đã có từ nhiều năm nay. Hệ thống phòng không Iron Throne của Iraq tự động tính toán quỹ đạo tiếp cận hỏa tiễn đối phương, phóng hỏa tiễn đánh chặn và bắn hạ kẻ tấn công trên không. Ở Nam Hàn, biên giới với Triều Tiên được cảnh giác bởi các robot chiến đấu, phản ứng với các chuyển động và có thể tự nạp đạn. Tuy nhiên, những vũ khí này vẫn nằm trong tầm kiểm soát của con người. Mặt khác, các hệ thống tự động mới vào một thời điểm nhất định có thể tự quyết định theo các thuật toán học của nó, đối thủ nào sẽ bị triệt hạ. Kaiser từ Path for Peace cho biết, tất nhiên, điều này đặt ra những câu hỏi lớn về luân lý và đạo đức khi không có con người tham gia và máy móc quyết định về sự sống và cái chết. Trong quá khứ, các cuộc tấn công bằng drone thực hiện từ một phòng tác chiến đã bộc lộ rất nhiều sai sót bi thảm. Tháng 8 năm 2021, quân đội của Hoa Kỳ tại Afghanistan đã nhầm lẫn giữa một chiếc xe bán tải bình thường với một chiếc xe lực lượng của khủng bố IS. 10 thường dân vô tội đã bị thiệt mạng trong một cuộc không kích bằng drone gần phi trường Kabul. Liệu những rủi ro khôn lường sẽ có thể nảy sinh khi hệ thống vũ khí và máy tính nắm quyền điều khiển? Chúng ta cần một thỏa thuận quốc tế cấm các loại vũ khí này, Kaiser yêu cầu. Và Đức có thể đóng một vai trò hàng đầu trong việc này. Một mặt, chính phủ liên bang mới muốn đẩy mạnh chế độ kiểm soát quốc tế đối với máy bay không người lái có vũ trang. Đặc biệt là chính phủ Đức muốn thúc đẩy lệnh cấm quốc tế đối với các hệ thống vũ khí tự động hoàn toàn nằm ngoài tầm kiểm soát của con người. Tháng 11 năm 2021, 84 nhà nghiên cứu nổi tiếng của Đức trong lĩnh vực trí tuệ nhân tạo và người máy đã viết thư gửi cho chính phủ liên bang ủng hộ lệnh cấm này. Lập trường cương quyết của Đức có thể không chỉ ảnh hưởng đến các quốc gia trong phạm vi Liên minh châu Âu, Kaiser cho biết. Cho đến nay thì lệnh cấm đối với các robot sát thủ vẫn chưa được đưa ra. Các cuộc đàm phán giữa 125 quốc gia tham gia công ước về vũ khí Liên Hiệp Quốc tại Geneva đã đổ vỡ hồi tháng 12 năm 2021. Một trong những lý do đó là Hoa Kỳ và Nga đã ngăn cản việc sửa đổi công ước. Tuy nhiên, Kaiser tỏ ra tự tin sẽ có một thỏa thuận như đã thực hiện trước đây về mìn, bom và đạn chùm. Câu hỏi còn lại là liệu các ông lớn Hoa Kỳ, Nga và Trung Cộng có nghiêm túc để thực hiện các thỏa thuận đó hay không? Theo trang tổ chức theo dõi nhân quyền, có những nghi ngờ nghiêm trọng cho rằng vũ khí tự động hoàn toàn sẽ có khả năng đáp ứng tiêu chuẩn luật nhân đạo quốc tế, bao gồm các quy tắc phân biệt, tương xứng và sự cần thiết của quân đội, trong khi chúng sẽ đe dọa quyền sống căn bản của con người. Tổ chức theo dõi nhân quyền kêu gọi một lệnh cấm ngăn chặn trước đối với sự phát triển sản xuất và sử dụng vũ khí hoàn toàn tự quyết định. Tổ chức theo dõi nhân quyền là thành viên sáng lập và đóng vai trò là điều phối viên toàn cầu của chiến dịch ngăn chặn robot giết người.